Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt xin giới thiệu và hướng dẫn các bạn cách cài đặt sử dụng chiếc bảng vẽ điện tử của hãng Wacom. Chiếc bảng này có tên là Intuos Size S và chúng ta có hai phiên bản, đây là phiên bản cắm dây và phiên bản này có thêm kết nối không dây Bluetooth. Nó chỉ khác nhau cái kết nối thôi, còn lại thì tính năng là như nhau. Nếu không để ý thì rất nhiều bạn sẽ nhầm cái phiên bản này với nhau. Phiên bản có kết nối USB có mã là CTL4100, còn phiên bản có thêm kết nối Bluetooth là 4100 VWL. Và chúng ta cần phân biệt rõ ràng nhé vì giá thành hai phiên bản này khá là khác nhau. Phiên bản có kết nối không dây thì có giá đắt hơn phiên bản kết nối cắm dây. Tất nhiên thì cái phiên bản không dây chúng ta vẫn có thể dùng dây để cắm trực tiếp vào máy tính, vẫn dùng bình thường. Đây là đóng gói của hai chiếc bảng này. Chúng ta sẽ có bảng và bút. Và để phân biệt hai cái phiên bản này ấy, thì các bạn để ý là cái phiên bản Bluetooth sẽ có thêm cái nút tắt mở Bluetooth và đèn tín hiệu Bluetooth. Ấy. Còn cái phiên bản cắm dây thì không có. Ngoài chịu kết nối thì mọi thứ đều giống nhau. Chúng ta đều có cái bút có thể cảm nhận được 4096 mức áp lực. Hai phiên bản này còn khác nhau ở cái phần mềm tặng kèm. Thường thì cái Wacom họ sẽ tặng một số cái phần mềm hỗ trợ vẽ. Cái bản Bluetooth thì sẽ được tặng hai trong ba phần mềm, còn phiên bản cắm dây thì chỉ được tặng một trong hai phần mềm thôi. Các phần mềm được tặng gồm có Corel Aftershot và Corel Painter và phần mềm Clip Studio Paint Pro giúp bạn vẽ truyện tranh. Theo kinh nghiệm của tôi thì cái bản Bluetooth không dây này thì sẽ dành cho những bạn nào hay phải di chuyển và mang theo cái bảng này. Nếu các bạn ít di chuyển, sử dụng tại một vị trí để tiết kiệm thì các bạn nên chọn bản kết nối trực tiếp, không cần cái bản sử dụng Bluetooth. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cách kết nối cái bảng này với máy tính và điện thoại. Tôi sẽ chọn cái bảng có cả kết nối cắm dây và kết nối Bluetooth để chúng ta xem hai cái kết nối này sử dụng như thế nào. Khi chọn mua bảng ngoại Wacom thì các bạn lưu ý nên chọn mua bản chính hãng để có bảo hành 12 tháng đầy đủ. Đây đóng gói của bảng vẽ 4100. Chúng ta có bảng vẽ này và phía dưới là các cái phụ kiện đi kèm. Đầu tiên đó là cái cáp sạc và cáp truyền tín hiệu. Cái này vừa dùng để sạc pin cho cái bản không dây và dùng làm cáp tín hiệu khi bạn muốn cắm vào điện thoại hay máy tính. Đây là chiếc bút vẽ có mã là LP1100K với 4096 mức lực. Tài liệu hướng dẫn sử dụng và đây là chiếc bảng Wacom với kích thước khoảng 7 inch. Bảng có kích thước khá nhỏ gọn. Đây là mặt trên. Phiên bản Bluetooth chúng ta có một cái nút ở giữa này để tắt mở. Bấm một lần để bật. Còn muốn tắt thì các bạn sẽ bấm và giữ nút này, nó sẽ tắt. Và đây có cái đèn tín hiệu này. Bên cạnh đó là bốn cái nút chúng ta có thể tùy biến được bất kỳ nút nào bằng cái phần mềm Wacom đi kèm. Phần diện tích vùng hoạt động thì có chiều rộng là 152mm và chiều đứng là 95 mm. Các bạn sẽ dùng bút để vẽ trên cái vùng này. Phiên bản không dây này thì tích hợp sẵn pin và chúng ta có cổng sạc ở trên góc này. Đây là cổng micro USB cũng chính là cổng để kết nối máy tính này. Còn cái chữ Wacom kìa, các bạn đây chính là cái nơi các bạn gài bút. Mặt sau thì có chữ Wacom và các thông số của sản phẩm. Tiếp theo chúng ta sẽ có chiếc bút cảm ứng với khả năng cảm nhận hơn 4.000 mức lực. Trông giống như chiếc bút thông thường, ngoài cái đầu đi kèm có sẵn chúng ta sẽ được tặng ba cái đầu ở trên cái này các bạn tháo nắp ra và đây là ba cái đầu bút chúng ta có thể dễ dàng thay thế các cái đầu bút này khi nó bị mòn và để sẵn ở trong thân bút và đây là cả bộ gồm bảng và bút chúng ta sẽ viết như viết trên tờ giấy thôi thì cái này nó sẽ cảm ứng và truyền tín hiệu lên máy tính hoặc điện thoại khi không sử dụng chúng ta sẽ cài bút vào cái chữ wacom này rất là gọn gàng bây giờ chúng ta sẽ kết nối và sử dụng chiếc bảng này. đầu tiên là sẽ sử dụng với hệ điều hành windows. với bản cắm dây thì các bạn chỉ việc cắm dây usb vào máy tính là xong. còn đây là bản bluetooth, các bạn sẽ bật bluetooth lên. các bạn quan sát cái đèn tín hiệu nháy sáng là được rồi. và ở máy tính chúng ta sẽ vào mục kết nối bluetooth. đây có biểu tượng bluetooth này. bạn bấm nút vào. và chúng ta sẽ tìm từ cái mục là thêm thiết bị bằng cái là bấm dấu cộng ở trên cùng này. và chọn thiết bị là thiết bị nhập liệu Lúc này máy tính nó sẽ quét để xem có thiết bị nào gần hay không Và chúng ta nhìn thấy cái bảng Wacom Và các bạn bấm vào kết nối Để các bạn chọn vào đây Và máy tính nó sẽ báo là kết nối thành công Cái bảng này hỗ trợ cả hệ điều hành Windows và Mac OS Nên các bạn có thể dùng được máy tính của Apple Rất là thuận tiện Tuy nhiên sau khi kết nối chúng ta thấy nó vẫn chưa viết được Chưa điều khiển được con chuột và như vậy các bạn sẽ cần phải cài đặt thêm cái phần mềm hoặc là trình điều khiển cho chiếc bảng vẽ này. Để cài đặt các bạn sẽ vào trình duyệt và tìm kiếm từ khóa là Wacom Driver. Chúng ta bấm vào cái mục Driver của trang web chính thức. Tại đây thì các bạn sẽ gõ cái mã hiệu của bảng này là 4100. Chúng ta chọn bản tương ứng. Đây là bản có Bluetooth. Chúng ta sẽ chọn là bản VWL. Ok. Dưới này sẽ chọn theo hệ điều hành. Và đây là máy tính tôi chạy Windows. Ta sẽ chọn vào Windows Driver. Còn nếu mà macOS thì các bạn sẽ chọn macOS. Các bạn bấm vào đây. Nó sẽ yêu cầu chúng ta xác nhận tải về. Confirm Download. Và đây các bạn nhìn thấy file đã được tải về. Và các bạn bấm vào để cài đặt. Đồng ý việc cài đặt. Việc cài đặt khá là đơn giản. Chúng ta cứ theo hướng dẫn thôi. Cái này các bạn đồng ý đây. Và đây đang tự động cài rồi. Sau khi cài xong thì chúng ta sẽ cần phải khởi động lại máy tính để nó nhận thiết bị. Chúng ta chọn Restart Now và máy tính bắt đầu khởi động lại. Sau khi khởi động thì chúng ta sẽ nhìn thấy phần mềm Wacom thông báo là đã cài đặt thành công. Tại đây chúng ta sẽ được hướng dẫn sơ bộ ban đầu. Đây là hướng dẫn các cái nút bấm ở trên cái bút. Nút này tương ứng là nút phải chuột này. Tiếp theo là các cái nút tùy biến ở trên cái bảng vẽ. Chúng ta có 4 nút. Các nút này có thể tùy chỉnh phím tắt thoải mái theo bằng cái phần mềm chúng ta vừa cài đặt. Còn đây là cách sử dụng chiếc bút Bình thường chúng ta di chuyển trên bề mặt mà không chạm vào ấy Thì nó sẽ nhận đây là giống như con chuột Các bạn thấy là tôi di chuyển này Thì nó sẽ cảm nhận được cái con chuột di chuyển trên màn hình Còn khi các bạn click vào Tức là chạm vào bảng ấy thì giống như click chuột Còn chạm và viết ấy, thì nó giống như các bạn vẽ thôi Đây các bạn quan sát này Rất là nhạy Nên chúng ta sẽ có thể không cần dùng chuột Ok Đây là cái bảng điều khiển thiết lập các tính năng của bảng này chúng ta có sẽ có những thiết lập về bút này đây là bút thì các bạn sẽ có thể thiết lập được phím tắt trên bút hoặc là cái độ nhạy của bút là chúng ta điều chỉnh được khi sử dụng thì cái bảng này nó sẽ từ với toàn bộ màn hình các bạn thấy không nó tham chiếu ra toàn bộ màn hình dù màn hình to hơn nhưng mà chúng ta sẽ di chuyển được toàn bộ các cái vị trí ở trên màn hình đây là rất thuận tiện khi chúng ta vừa xuống thay con chuột và vừa xuống để vẽ đây là thiết lập các cái phím tắt Các bạn có thể điều chỉnh nó là phím bất kỳ Bây giờ chúng ta thử bấm nhé các bạn thấy đây là nút Start này Nó sẽ từ ở trên này nó hiện ra Các cái nút khác các bạn có thể điều chỉnh được Rất là thuận tiện Và bây giờ tôi sẽ thử vẽ Ví dụ đây là phần mềm CorelDraw Draw Ta có thể vẽ viết thoải mái Tùy vào cái phần mềm nó sẽ có cái cảm nhận về lực nhấn. Thì đã ta sẽ thử với điện thoại sẽ rõ hơn. Qua đây thì chúng ta đã biết cách cài đặt và sử dụng cái bảng vẽ Wacom với hệ điều hành Windows sử dụng kết nối Bluetooth. Còn với kết nối có dây ấy, thì cũng tương tự như vậy. Chúng ta sẽ cắm dây trực tiếp vào cổng USB và tiến hành cài đặt giống như chúng ta vừa thực hiện. Tiếp theo chúng ta sẽ kết nối cái bảng vẽ này với điện thoại di động hiện tại thì nó vẫn chưa hỗ trợ kết nối qua bluetooth cho điện thoại nên chúng ta sẽ phải sử dụng cổng otg các bạn cắm cáp qua cổng otg sau khi cắm thì nó sẽ tự động nhận cái bảng vẽ này và chúng ta sẽ bắt đầu dùng bút được đây các bạn sẽ dùng bút và cái này chúng ta sẽ thao tác như là chạm ngón tay thôi không hiểu sao mà wacom vẫn chưa hỗ trợ bluetooth cho điện thoại di động chứ dùng có dây này khá là bất tiện bây giờ tôi sẽ thử vẽ trên điện thoại để xem như thế nào sử dụng phần mềm OneNote chọn chức năng vẽ do màn hình của điện thoại bé hơn bảng nên chúng ta sẽ chỉ vẽ được ở góc này thôi đấy các bạn thấy không vẽ ở góc bên trái ta có thể ghi chữ thoải mái và tất cả những cái nét vẽ này sẽ được hiển thị trên cái phần mềm OneNote của điện thoại di động việc sử dụng rất là giống cái bút kèm theo của Galaxy Note và bây giờ tôi sẽ thử với cái khác nhau xem cái nét nó khác, khác nhau hay không nhá. đây tôi sẽ vẽ một đường với cái lực thay đổi khác nhau tức là lực nhấn đấy thì cái lực nhấn mạnh nhé các bạn thấy nét nó đậm hơn này khi tôi nhả lực ra thì các bạn thấy nét mảnh. tức là cái việc cảm nhận được mức lực là có ở trên chiếc bút này và được truyền sang điện thoại rất là hiệu quả nếu chúng ta để vẽ tranh. như vậy chúng ta vừa tìm hiểu và cài đặt sử dụng chiếc bảng vẽ điện tử của Wacom phiên bản CTL 4100 với kết nối Bluetooth và kết nối có dây. Để tìm hiểu kỹ hơn về chiếc bảng này, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.